Ai bắt rồi? Đạt bắt hả? Mấy lần rồi? Gì mấy lần rồi? Mấy con lần hả? Rồi chung thân luôn. Quýnh kiểu đó là chung thân luôn. Quýnh kiểu đó là chung thân luôn. Vô vòng luôn rồi. Vô vòng sao không vòng? Ok vậy? Làm xong vòng không được vòng hả? Ok vậy? Đập chiêu luôn á. Rồi. Xong chung băng luôn. Rồi xong chung băng luôn. Rồi xong chung băng luôn. Rồi xong chung thân nữa. Chung thân luôn mình còn chưa. Vậy là chưa có chép bằng nào hả? Ủa năm bằng miếng hả? Đạt kiểu dép luôn kìa, đạt cánh dép, đạt cánh dép. Đạt cánh dép, cánh dép. Rồi. Rồi bay có thờ vướng cửa lại. Bay đắp luôn. Đó. Đạt xích lên chút. Thì quá cao rồi. Chung thân luôn, năm bàn để chung thân luôn. Rồi quýnh nhằn vô tới nhà. Chờ cô đứng đây, chờ cô. Trời. Còn 4 bàn hả? Cãi còn 4 bàn. Rồi. Kiểu này là chung thân. Rồi. Lọt. Trời ơi, không cho lọt. Qua mất rồi. Vô tới buồn luôn rồi. Chọn nhân tôi tới tầm nhà lắm luôn rồi. Cánh dép đẹp. Yêu cầu
yêu cầu nó chạy là con chậm. Trung thân hay cậu ơi. Rồi ôi này trung thân luôn thiệt à. Từ từ để cho cụ, đừng cụ lên, để cho sơn đạt lên hả, chụp cái gì là từ từ rồi hai thằng sát bên luôn. Quá hay cu rồi. Còn ba bạn nữa hả? Rồi trời ơi đạt, dám qua mới sợ này cho chúng nha, đôn tới ngoài lộ luôn, đôn tới thu hoạch luôn, đó đôn rồi đó, đại về lẹ, dám đôn cái nữa, cho chết hả? Từ rồi về vào luôn, rồi hai bàn này cho chung thân coi, hai bàn này xử cho chung thân luôn coi, hay đó, sát lại rồi hai thằng sát bên luôn. Canh dép đạt. Thôi dưới kia là con chụp dép mang liền. Giờ tài cái mình còn được đứng ngay đầu luôn á. Nó khổ một cái. Bỏ mất luôn đi. Thôi sao con hai đứa không gặp á. Rồi xong luôn. Quá hay. Canh á, con cứu về nó canh hai được rồi. Thôi về đi. Về đi không sao đâu. Về đi, cứu nó canh dép rồi. Nó cứu canh dép rồi nó mang sao nó mang qua kịp. Sao quá. Chạy lên lẹ lên. Đạt là chậm quá. Mới vừa lên luôn. Con hỏi từ từ cô, con hỏi từ từ cô, con bàn hả? Còn một bàn đó. Còn bàn cẩn thận lên. Cho chung thân coi. Rồi. Vậy cô về lên rồi. Nghe chưa này cô. Cầm. Mày chưa lên chậm. Vú con tay cái nhà thông cảm mình. Mình không có đem cây quay. Trời ơi. Đừng có càng ngay Út nha. Đừng càng ngay camera nha. Rồi. Chạy về luôn đi. Về luôn đi. Này cho hẻm đi.
Ở đây. Không, còn hai lần nữa. Một lần nữa, hai lần nữa, vậy hai lần rồi mà lần nữa, hai lần nữa hả? Còn lần à? Qua đây cô. Đây cô. Còn thì còn lần nó chọi đâu có đồ. Ừ, cái lần qua đây nè. Qua đây, đừng cứ chọi cái luôn. Chạy qua bên đây nè cô. Ok. Đếp dí bị sợ. Rồi qua đây nè cô, qua đây cô. Ngay giờ ổn rồi. Ừ. Ừ. Còn con canh hướng kia. Rồi. Đứng lại, đừng có chạy, đừng chạy, đạt đừng chạy. Cô để chờ cô ơi. Ôi đồ cũng trúng thân luôn. Đã đứng ngay chỗ đó luôn, không có chạy. Hai thằng tấp về mà tấp về kìa, trời không ngã cái lon bó tay liền. Anh nào đỏ anh bắt tiêu rồi. Từ từ ai gặp thiêu út. Anh nào đỏ đã đến từ ai gặp thiêu út nha mọi người. Mình quay chung sơ sơ lại rồi. Rồi cái này chung thân nữa rồi. Cái kiểu này là chung thân nữa rồi. Cái này kiểu này là chung thân nữa. Rồi. Rồi ôi. Canh dép đạt. Về đi cô, về cô, về hả cho trở lên. Gầm đi cô, gầm gầm. Trời ơi. Hả? Đá được không? Coi. Này trùng thân luôn à. Rồi. Ủa này là mình đá dép không được hả? Không, đá mất 5 bàn. Ừ, qua cái cửa luôn. À. Thôi, chơi hôm nhỏ mất cửa luôn. Chơi hôm nhỏ mất cửa luôn. Chứ, này thì nhỏ chứ chúng tôi. Trời ơi. Rồi. Sao mà chịu nổi thiệt. Chạy bước kìa, chạy bước kìa. Từ từ. Đã, từ từ. Cầm, cầm lại nha. Khoan, con lên đây rồi, coi cầm đạt. Cầm đạt, rồi, thôi từ từ. Ừ. Canh tống rồi. Kêu đại cú. Không kịp. Đi nha. Làm cái nhiêu nè. Làm cái nhiêu mới nãy 5 lần. Con là người da, da, da lực, con biết rồi. Lực, ai sai, ai đúng hả? Tính là cho nó chung thân mà không được chung thân hả? Đúng rồi. Dương con tài mấy lần luôn trời. Có cái dương con tài cả nhà thông cảm mình. Đúng rồi, hay. Ê, đừng có vậy luôn. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, từ. Đáp. Trời, cô bắt 5 bạn mới nghe cái gạt liền luôn. Mới nghe cái gạt luôn. Không xong luôn. Không xong đã dương rồi. Chết luôn. Chung, nếu con nói người giao ra lực là con không có bắt trừ đâu mà chúng ta.
rồi xong luôn. Chết rồi. Rồi bye cả nhà, cái ba đứa. Bye cái. Bye. Bye cả nhà nha, hẹn cả nhà buổi sớm mới mình nha.